Đây là địa chỉ khu đất thánh các linh mục thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ ngoài đi vào bên phải là phần mộ của Đức Giám mục Francisco Xavier Trần Thanh Khâm. Ngài mất ngày 2 tháng 10 năm 1976, hưởng thọ 74 tuổi. Khi mất, Ngài đang giữ cương vị là Giám mục Phụ tá Sài Gòn. Nghĩa trang này trước đây gọi là đất thánh dành cho các linh mục và tu sĩ Chí Hòa. Hiện nay nghĩa trang có tất cả 224 ngôi mộ, trong đó có 173 mộ linh mục và 51 mộ các sư huynh La San. Căn cứ theo phần bia thì những mộ lâu nhất bắt đầu từ những năm 1901 và sau năm 1985, nơi đây không có thêm phần mộ mới hơn. Từ những cột mốc đó, người ta suy ra rằng nghĩa trang này có thể đã được hình thành trước năm 1901. Như vậy, tính đến nay 2022 cũng đã là trên 121 năm. Hơn một thế kỷ rồi. Dù hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11, ngày đầu tiên tiến hành các nghi thức viếng mộ, đọc kinh cầu nguyện cho người chết, nhưng khung cảnh nghĩa trang nơi đây thật vắng lặng. Không ồn ào nhộn nhịp người đi viếng mộ như các nghĩa trang khác. Phải chăng vì họ chết đã quá lâu, không còn thân nhân hoặc giáo dân hay giáo xứ nào nhớ đến nữa? Hay có lẽ vì khoảng cách thời gian đã khá xa và nhiều linh mục khi còn sống mục vụ ở những địa phương khác, nên một số mộ phần không còn người thân đến thăm nom.
Trong nghĩa trang, các ngôi mộ được chia làm hai kiểu. Phần mộ xây cao là mộ các linh mục. Đây là nơi an nghỉ của không ít linh mục nổi danh một thời, nhưng trải qua thời gian dài, đến nay nhiều cái tên đã trở nên xa lạ. Có thể kể ra đây vài vị. Linh mục Đa Minh Trần Đức Huân thuộc giáo phận Bùi Chu, ngài đã dịch và xuất bản 4 phúc âm và tông đồ công vụ năm 1950, Tân ước Đức Giêsu Kitô năm 1963 hay toàn bộ Cựu ước Tân ước năm 1969 do Tủ sách Ra Khơi xuất bản năm 1970. Theo lời kể của cha Anton Thăng, ngài cũng đã giúp đỡ bao nhiêu người đi du học và thành đạt, làm vẻ vang giáo phận. Linh mục Đa Minh Mai Ngọc Khuê, người sáng lập giáo xứ Tân Sa Châu. Ngài vốn là chân xứ Sa Châu, giáo phận Bùi Chu. Theo sự ủy nhiệm của Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, ngài tiếp tục coi giáo hữu Tân Sa Châu và như vậy, ngài cũng là cha chính xứ đầu tiên của giáo xứ mới này. Linh mục Gioan Bautista Trương Cao Khẩn, ngài mất năm 1965, sinh thời ngài cũng được coi như đại thụ. Ngài gốc giáo phận Vinh, ngài là người đứng ra xây dựng trụ sở giáo phận Vinh ở Sài Gòn để phục vụ cho gần 50.000 giáo dân Vinh di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva. Trụ sở này tọa lạc tại số 32 Nguyễn Bình Khiêm, quận 1. Linh mục Francisco Xavier Lê Vĩnh Khương, cha Sở Thị Nghè, nguyên là tổng đại diện giáo phận Sài Gòn trải dài đến tận Đông Bân. Ngài cũng là tác giả sách Từ Việt Nam sang Rome giữa năm Thánh 1951 dưới triều đại Đức Thánh Cha Pio XII. Linh mục Vũ Đức Trinh từng du học về ngành văn chương, phiên dịch ca dao tục ngữ Việt Nam ra tiếng Anh. Ngài cũng là nhà thơ với nhiều tập thơ như Ánh Vàng, Hương Thiêng, Suối Tình Yêu, vân vân. Bên phải nghĩa trang là khu mộ của các sư huynh La San, có kiểu dáng thấp hơn mộ các linh mục. Nơi đây là nơi an táng dành cho các sư huynh đến phục vụ tại Việt Nam cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Chính giữa hai dãy mộ các sư huynh là lối đi với hàng cây hai bên dẫn vào ngôi nhà mồ nhỏ. Nơi đây đặt những tấm bia tưởng nhớ các sư huynh đã yên nghỉ bằng tiếng Pháp và những câu trích dẫn kinh thánh bằng tiếng Latin. Bên trong nhà mồ phần chính diện là bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Dưới chân tượng là tấm bia với dòng chữ Latin có nghĩa Xin Mẹ cầu cho chúng con. Dưới nền nhà là tấm bia lớn
xin được tạm dịch như sau: Sư huynh Domenico Maria, khách tham quan, huân chương hiệp sĩ hoàng gia Campuchia, qua đời tại Nông Bân ngày 23 tháng 4 năm 1936 ở tuổi 63. Mặt tường bên phải có hai tấm bia, một tấm ghi dòng chữ Latin tạm dịch là "Ta là sự sống lại và là sự sống". Tấm bia thứ hai ghi tên các sư huynh bỏ mạng trên vùng biển miền Trung, có lẽ do đắm tàu ngày 4 tháng 12 năm 1924. Vị lớn tuổi nhất là 58 và vị trẻ tuổi nhất mới 19. Mặt tường bên trái là dòng chữ Latin tạm dịch là "Lạy Chúa, con đặt hy vọng nơi Ngài, con sẽ không bao giờ bị tiêu diệt". Tường phía sau tượng mẹ sầu bi là hai tấm bia, bên trái có nghĩa là "Phúc cho những kẻ chết trong Chúa", Khải Huyền, chương 14, câu 13. Bên phải là tấm bia tưởng nhớ các sư huynh ở Nam Kỳ đã mất từ năm 1866 đến 1883. Tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn. Chúng ta hãy dành cho các ngài một lời cầu nguyện.